Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Nhân sinh nhật của con trai hôm 13 tháng 2, Quang Dũng bày tỏ, chúc con luôn vui vẻ, ngoan ngoãn và thông minh. Mãi là niềm hạnh phúc và tự hào của ba mẹ nhé. Còn Jennifer Phạm cũng tự hào, tình yêu nhỏ bé của mẹ giờ da dáng thanh niên lắm rồi. Bảo Nam tên thật Thái An Nam chào đời năm 2008. Là trái ngọt tình yêu của Jennifer Phạm và Quang Dũng ngay từ nhỏ nhóc thì nhận được nhiều quan tâm từ công chúng. Bảo Nam sở hữu nhiều nét đẹp từ bố mẹ và được dự đoán trở thành Mỹ Nam tương lai của showbiz. Những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của Bảo Nam thường được bố mẹ chia sẻ. Sau khi Quang Dũng và Jennifer Phạm chia tay, Bảo Nam sống cùng mẹ và gia đình bên ngoại tại California, Mỹ. Năm ca sĩ còn ta với nồng nàng hoàn toàn yên tâm khi giao con cho Jennifer Phạm và mẹ vợ cũ trong năm anh khẳng định không ai tuyệt vời hơn bà ngoại của bảo nam trong việc chăm sóc cậu bé bảo nam càng lớn càng giống hệt bố quang dũng sống xa con nên quang dũng luôn dành tối đa thời gian có thể bù đắp ngày bảo nam biểu diễn văn nghệ ở trường quang dũng đến theo dõi ủng hộ từ lúc mới gần một tuổi bảo nam đã yêu thích âm nhạc và được bố mẹ thường xuyên cho nghịch đàn quang dũng nhận xét con trai chơi rất hay và trông rất nghệ sĩ khi ngồi bên cây đàn anh để con thoải mái làm những điều mình thích và rất hạnh phúc khi thấy Bảo Nam hứng thú với âm nhạc. Bảo Nam cuốn hút trong một bộ ảnh. Năm 2018, Bảo Nam chuyển về Việt Nam sinh sống cùng mẹ Jennifer và bố Dượng. Hoa hậu cũng mong đây là dịp con trai học tiếng Việt thành thạo hơn sau thời gian dài sống ở Mỹ. Bảo Nam có mối quan hệ tốt đẹp với Dượng, doanh nhân Đức Hải và yêu thương các em hết mực. Bảo Nam trở lại Mỹ sinh sống với bên ngoài sau đó không lâu, trước khi mẹ Jennifer sinh em bé thứ tư. Dịp Tết 2020, em mặc áo dài đón Tết và đã cao gần bằng người lớn trong nhà. Hoàng Nam